Xác định công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Năm 2024, các đơn vị địa phương trên địa bàn đã dùng nhiều hình thức mới nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ. Ghi nhận tại phủ văn. Những ngày vừa qua, mặc cho thời tiết nắng nóng, các chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất của huyện phủ văn vẫn hăng say luyện tập, vượt nắng, thẳng mưa, luyện rèn nắm chắc nội dung từng bài giảng, nâng cao chất lượng thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, yếu lĩnh động tác. Có được huấn luyện năm thứ nhất này thì tôi cũng như các chiến sĩ và các đồng đội được ban chỉ huy quân sự huyền huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật, đội hình đội ngũ và kỹ thuật bộ binh, học tập chính trị. Qua đó thi chúng tôi áp dụng được trong quá trình huấn luyện cũng như là được huấn luyện này thì tôi như cùng các đồng đội đã cảm thấy rất bổ ích và đã nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình trong việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội trong thời đại mới. Trên cương vị giáo viên huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đặc biệt là huấn luyện bài kỹ thuật bằng súng tiểu liên 71 Trước hết, sau khi được phân công bài giảng, giáo viên thì tiếp tích cực nghiên cứu về tài liệu, thuộc luyện làm dự án, thuộc luyện dự án cũng như là thuần thục nội dung trước khi đi vào hùng luyện đặc biệt về buổi một buổi hai huấn luyện tại dạng đường đặc về nội dung lý thuyết thì làm rõ ngoài phân tích nội dung làm rõ quy tắc quy định của điều kiện bài bắn làm rõ về nội làm rõ nội dung điểm ngầm trúng điểm ngầm trùng điểm ngầm đúng trên cơ sở đó lồng ghép nội dung tránh vẽ về cấu tạo của súng lồng ghép nội dung trường đồng của súng tiểu AK để từ đó người học nắm rõ về nguyên lý hoạt động của súng. Cùng với đó, cơ quan quân sự huyện đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho 100% đơn vị dân quân tự vệ. Nội dung chương trình huấn luyện được ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo đổi mới theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, công tác vận động quân chúng, và trong huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ nắm vững kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thanh thao các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị, thanh thục cả phương án chiến đấu tại chỗ, phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống, nhất là tuyển biển, tuyển đâm phá. Trong quá trình huấn luyện, tôi cảm thấy nội dung khó nhất là bằng súng và ném lưu đạn. Tuy nhiên, trong quá trình lên lớp được sự hướng dẫn của các cán bộ lên lớp, chúng tôi từng bước thực hiện các động tác chuẩn xác hơn, kiểm tra đường ngắm và kết quả ném lưu đạn ngày càng tốt hơn. Để uh, chiến sĩ nắm chắc về cái độ yếu lĩnh kỹ thuật động tác, đặc biệt là kỹ thuật và chiến thuật, thì chúng tôi đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự huyện trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ, đồng thời là triển khai cho các đồng chí trí trưởng, trí phó các đồng chí trung đội trưởng trực tiếp huấn luyện là làm tốt công tác kiểm tra, uốn nắn, theo dõi và hướng dẫn cụ thể tỉ mỉ cho từng đồng chí chiến sĩ trên cơ sở đó là rút kinh nghiệm từng buổi học, từng nội dung và làm cơ sở để đánh giá kết quả cho cái đợt huấn luyện đạt kết quả cao nhất. Ngoài huấn luyện quân sự, cả đồng chí dân quân tự vệ còn được nghiên cứu nghị quyết cả cấp, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, luật dân quân tự vệ, diễn biển hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, dân quân từ về làm công tác dân vận vận động quân chúng một số vấn đề về chính sách dân tộc tôn giáo của đảng và nhà nước tình hình kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng và an ninh phòng chống lục bão tìm kiếm cứu nạn phòng chống cháy nổ phòng cháy chữa cháy rừng bảo vệ rừng qua đó góp phần tương bước xây dựng lực lượng vũ trang huyện phủ vang tỉnh thừa thiên huế vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới